Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, và đây là video clip tiếp theo, phần 2, Dát Vàng Ta Hoành Phi Câu Đối cho gia đình nhà anh Cường Mây ở Văn Lâm Hưng Yên, bộ Hoành Phi Câu Đối. Mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem.